Anh đã nói qua thằng computer chưa các bạn? Anh nói qua thằng Chưa computer anh ạ. chưa? Anh nhớ là chưa nói bởi vì anh có list ra. Anh có xem lại video của buổi trước thì anh thấy là mới dừng lại ở cái phần emit Emit đây là emit và liên quan đến prop và có một cái project nho nhỏ đúng không? Một cái example nho nhỏ về quản lý task đúng không? Thì hôm nay anh sẽ nói về cái này. Cái này thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ hữu hiệu, đặc biệt là khi các bạn làm việc với API. Bản chất thì nó là property thôi. Anh sẽ có một cái gọi là computed ở đây đi. View computed chấm html. Computed các bạn hiểu đơn giản nó gần giống với một cái property khi mà dùng ở ngoài template, ngoài view ấy, nó gần giống như là thuộc tính ở trong data ấy. Nhưng nó được định nghĩa, cái cách định nghĩa của nó thì nó lại gần giống với method. Đó, cách định nghĩa gần giống với method. Vai trò của nó là nó giúp, nó cho phép chúng ta sử dụng lại những cái dữ liệu có sẵn của data để chuyển đổi và biến đổi nó theo một cái logic nào đó để chúng ta có được cái đầu ra cuối cùng theo cái mong muốn của chúng ta. Đó. Anh lấy ví dụ như là chúng ta có một cái biến là gender, nó hiển thị giá trị là 1 và 2. Thì chúng ta quy ước ngầm với nhau gender có giá trị là 1 là nam, gender có giá trị 2 là nữ. Thì khi chúng ta hiển thị lên template ấy, thì chúng ta muốn hiển thị cái giá trị giới tính là nam nữ chứ không phải là 1 2, thì chúng ta sẽ sử dụng thằng computed để chúng ta biến đổi cái dữ liệu đấy thành cái giá trị hiển thị lên màn hình là giá trị nam nữ. Đó, thì cái việc sử dụng thì thằng computed nó sẽ sử dụng lại cái giá trị có sẵn trong data chính là thằng gender attribute, được chưa? Còn nó xử lý logic là if else để mà nó trả về nam nữ, thì đấy là cái xử lý bên trong nó, được chưa? Và nó được định nghĩa giống như một method nhưng nó lại không có vai trò giống như method, có nghĩa là gì? Đó, còn cái ý nghĩa quan trọng hơn nữa mà anh sẽ demo cho bạn thấy ở trong cái buổi này đó là gì? Đó là với computed thì nó sẽ caching về dữ liệu. Nó sẽ caching về dữ liệu. Anh sẽ nốt ở đây cái keyword này lại. Caching về dữ liệu có nghĩa là gì? Khi mà những cái property mà nó sử dụng trong computer nó thay đổi, nó change, những cái property sử dụng ở trong computer mà nó thay đổi thì lúc đó nó mới gọi vào trong thằng computer đó, còn không thì nó sẽ không không gọi. Ok chưa? Đó thì ý nghĩa của nó như thế nào thì lát nữa anh sẽ demo cụ thể hơn. Thì cụ thể thằng computer này nó dùng như thế nào thì anh sẽ cùng các bạn bắt tay vào một cái ví dụ nhé. Anh vào view thì ở trong view nó cũng nói khá là lan man và nhiều thứ liên quan đến thằng computer, nhưng anh chỉ nói đến những cái ý chính thôi. Ở đây nó có nói về đây computer và watcher này, các bạn nhìn thấy này, thì anh sẽ show cho các bạn ví dụ. Ở đây thì nó không thể hiện được cái khái niệm cast ở trong cái ví dụ này cho các bạn. Đó. Bây giờ anh sẽ show cho các bạn cái cách mà thằng computer này nó hoạt động như thế nào. Anh vẫn phải quay trở lại đây để anh lấy cái file CDN của nó. Đây, chúng ta sẽ quay trở lại đây nhá, HTML5. Đây. Anh sẽ nhúng thằng này vào. Ok chưa các bạn? Chúng ta vẫn có một cái div có ID là app. Đó. Nghĩ ra được cái case cache dữ liệu nó cũng là một cái khó đây này. Đây, computed này. Computed in Vue.js. In Vue.js. Anh sẽ có một cái div container ở đây nhé. Class container. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ định nghĩa một cái app ở đây. Đây. Anh cho các bạn xem là computer nó hoạt động như thế nào trước. Chúng ta sẽ chạy live server lên này. Đây. Và anh sẽ chạy nó ở trong đây. Được chưa? Đó. Ở trong đây chúng ta sẽ định nghĩa một cái app. Đây, nó sẽ bằng view.createApp. Chúng ta sẽ đó
Và trong đây chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có data đúng không? Chúng ta vẫn có data như thế này. Anh giả sử anh lấy ví dụ là thằng gender sẽ là một chẳng hạn như vậy. Ok chưa các bạn? Chúng ta sẽ mount tịch nó ở đây. Chấm mount tịch. App ID như thế này. Đó. Giả sử ở đây chúng ta sẽ in ra thằng gender bình thường, các bạn có data gender các bạn show ra thì các bạn sẽ được cái giá trị, các bạn sẽ được cái giá trị mounted. Mao. Các bạn anh bị sai gì rồi nhỉ? Create app data computer app ID này. Nắp này. Create app ấy ạ. Anh đang dùng create app Tại anh vừa đây. Giả sử như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ in ra được thằng gender. Ví dụ như bài toán là tôi muốn là sử dụng một cái computer để in ra cái gender label chẳng hạn. Đây, computer. Computer. Đó. Được chưa? Tôi muốn là in ra một cái gender, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái là chúng ta biết giới tính gì luôn. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái ví dụ như là gender label. Đó, thì các bạn thấy là nó được định nghĩa gần giống như là một cái gì các bạn? Gần giống như là một cái method, đúng không? Này, gần giống như là một method. Và ở trong đây chúng ta sử dụng lại những cái attribute ở trong data giống như định nghĩa thôi. Đây, gender. Đó, và chúng ta kiểm tra nếu mà bằng một thì tôi in ra là nam chẳng hạn. Nếu mà khác một thì tôi in ra là nữ. Đây. Ok chưa? Và thằng computer này nó được dùng giống như một attribute, mặc dù là chúng ta định nghĩa nó thì giống một method. Chúng ta sẽ in nó ra. Đây, được chưa các bạn? Và các bạn sẽ nhìn thấy này. À, sorry các bạn. Anh chưa return. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Các bạn nhìn thấy điều gì ở đây? Giống như Nam vừa trả lời ấy, nó sử dụng lại những cái thuộc tính ở bên trong thằng data. Được chưa? Nhưng nó lại không làm thay đổi thuộc tính của thằng data đó. Ok chưa các bạn? Ừ, đúng rồi, anh thiếu thiếu reader. Nó không làm thay đổi thuộc tính của thằng gender này. Ok chưa? Đó, thì đấy là ý nghĩa của thằng computer. Được chưa? Và các bạn nhìn thấy là chúng ta đang sử dụng nó ở đây giống như là một cái method ở trong computer này, và cách dùng này như một attribute. Một điều nữa đó là gì? Đối với computer thì các bạn có thể định nghĩa rất nhiều các computer khác nhau ở bên trong này. Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tùy vào từng logic của từng bài toán cụ thể mà các bạn bắt gặp thì các bạn sẽ sử dụng ở bên trong này như thế nào cho nó phù hợp. Ok chưa? Và các bạn sử dụng những cái loại dữ liệu gì có ở trong data thì nó còn tùy thuộc vào bài toán của các bạn. Ok chưa? Anh sẽ có một cái, đây là cái định nghĩa và cách dùng của nó là như vậy các bạn nhé. Theo cơ chế của nó là như vậy. Thì cái thứ hai nữa, cái quan trọng nhất đó chính là cách và cái thứ hai nữa là using data attribute. Đó, có hai cái tính chất như vậy. Đó, thì nó caching ở dụng chỗ nào? Cache. Dữ liệu nó được cache thì chúng ta phải demo thôi thì các bạn mới hiểu được. Ví dụ coming đó,
Nó đã vào đây rồi. Inside computer. Đó. Đây, anh sẽ F5 lên này. Mỗi lần chúng ta chạy này thì rõ ràng lần đầu tiên này các bạn chạy nhá thì nó sẽ vào. Ok chưa? Như anh nói đấy. Dữ liệu của thằng gender label này này nó được đọc ra đây này. Nếu mà thằng gender này nó có sự thay đổi, nó có sự thay đổi nhá, thì thằng gender này nó sẽ gọi mỗi lần dùng ở template này này, mỗi lần gender ở template này này, nó sẽ gọi vào trong computer này để nó lấy cái sự thay đổi đấy, giá trị khi mà các thuộc tính data dùng trong đây có sự thay đổi thì nó sẽ gọi lại. Còn nếu mà nó không có sự thay đổi thì nó sẽ không gọi lại. Cụ thể như thế này. Bây giờ anh tạo ra một cái method như thế này. Ví dụ anh để là change gender. Các bạn hiểu nhá. Nói chung là anh cố gắng làm nó đơn giản thôi. Giống như cái ví dụ của cái mấy cái bài trước, anh làm nó dài lê thê ra, cuối cùng các bạn hỏi các bạn toàn là không hiểu thôi. Đây. Ở đây this.gender anh để nó bằng 2, thay đổi giá trị cho nó của nó. Ok chưa? Giả sử ở ngoài này chúng ta có một cái button như thế này. À, ví dụ như là change gender. Đó, chúng ta gọi đến shorthand đúng không? Click thôi. Change gender. Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Quay trở lại đây các bạn nhìn thấy này. Đó. Thì mỗi khi thằng gender được sử dụng ở trong computer thay đổi thì thằng hàm computer này nó sẽ được gọi. Đó, go inside này. Được chưa? Bởi vì lúc này gender nó đang là 2. Anh để như thế này để các bạn nhìn rõ hơn. Đó, gender ở đây này nó đang là 2. Ok chưa? Thì lúc này nó vào inside là committed nhá. Anh thử nhá, ban đầu gender bằng 1 này. Change thành 2 này thì nó vào rồi này. Nhấn change lần nữa. Đó, change lần nữa thì sao các bạn? Các bạn nhấn change lần nữa thì rõ ràng là nó vẫn vào đây. Console log. Đấy. You đứt change gender. Các bạn có hiểu không? Chỗ này các bạn có hiểu không? Có nghĩa là mỗi lần click vào method này là chúng ta luôn vào đây. Đây. Chúng ta vừa click vào. Nhưng các bạn thấy nó không vào thằng inside computed nữa. Các bạn có hiểu ý của anh không? Đó. Thì có nghĩa là gì? Cái việc hiển thị cái giá trị nữ này nó lúc này nó không vào đây để lấy nữa. Mà nó đọc từ dữ liệu caching của nó. Được chưa? Dữ liệu nó đã được cache rồi. Nó lưu ở trong cache rồi. Đó. Nó sẽ không nhảy vào đây nữa. Nên các bạn sẽ thấy là nó sẽ không vào đây, không in console log ra, nhưng giá trị ở trên đây nó vẫn là nữ, có nghĩa là nó không thay đổi. Hay các bạn hiểu đơn giản là mỗi lần mà dữ liệu ở trên trang này có rất nhiều thành phần thay đổi, ví dụ thằng gender các thứ này thay đổi, ABC thay đổi, nhưng mà cái thằng computed này không thay đổi thì nó sẽ không gọi vào nữa. Đó, cái ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của cái việc mà nó không gọi lại ở đây nữa là gì các bạn? Là gì? Anh giả sử ở trong đây thay vì nó console log như thế này, mỗi lần gọi lại nó phải call lên API. Hiểu ý của anh không? Call to API. Call to server. Call server to get data. Thì có phải là mệt không? Các bạn có hiểu ý anh không? Đó, mỗi lần chúng ta click vào đây, đó, thì nó lại gọi lên server thì rất là mệt, đúng không? Bởi vì nó gọi lên thực hiện query ở trong database rồi lấy lại trả lại về, trong khi đó giá trị ở đây không cần phải gọi lên nữa. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì đây chính là cái ưu điểm của thằng committed. Các bạn nhớ cho anh và áp dụng nó vào những cái bài toán nó phù hợp.